trường Mầm non Kim Trung A, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Nhà trường có tổng diện tích hơn 5.000 m² với 14 phòng học và các phòng chức năng. Bếp ăn của nhà trường thì khang trang, sạch đẹp. Đặc biệt là nhà trường đã sử dụng toàn bộ hệ thống ga để chế biến món ăn cho trẻ, đảm bảo an toàn và giảm chi phí rất là nhiều so với khi sử dụng ga. Bếp ăn nhà trường thì được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại như là máy thái thịt, máy thái củ quả, máy thái rau, máy sục ozone, rồi máy hút bụi và rất là nhiều những cái trang thiết bị hiện đại để chế biến món ăn cho trẻ. Với các phòng học chức năng thì nhà trường cũng đã trang bị rất là nhiều những cái đồ dùng để cho các con được trải nghiệm những cái kỹ năng thực hành cuộc sống trong hàng ngày. Hàng ngày thì ngoài giờ học trên lớp thì các cô đưa con lên các phòng chức năng để thực hành các kỹ năng cuộc sống để trải nghiệm. Đặc biệt là nhà trường có một khuôn viên trường rất là thoáng rộng. Nhà trường đã thiết kế các cái khu vui chơi trải nghiệm cho các con như là sân bóng đá mini, như sân chơi giao thông, vườn cổ tích, các cái chuồng vật nuôi và các cái khu vui chơi khác để cho trẻ được vui chơi trải nghiệm. Với các con, mỗi ngày đến trường các con được vui chơi trải nghiệm, đó cũng chính là niềm vui, niềm mong mỏi của cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường, và đó cũng chính là động lực để mỗi cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường nỗ lực cố gắng mang lại cho các con niềm vui, niềm hạnh phúc mỗi khi được đến với trường Mầm non Kim Trung A. Nhà trường đã phối hợp với công ty Edu Media Việt Nam để tư vấn thiết kế, khảo sát và thi công một số các hạng mục công trình của nhà trường, các khu vui chơi trải nghiệm cho các con. Trong quá trình thi công thì nhà trường nhận thấy là đội ngũ cán bộ nhân viên của công ty làm việc rất là nhiệt tình, tâm huyết và rất là chuyên nghiệp. Và khi nhà trường nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng thì được phụ huynh, cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường và các con cảm thấy rất là hài lòng, rất là yêu mến, bởi vì những cái hạng mục của Edu đã mang lại cho trường Mầm non Kim Trung A vừa đảm bảo tính giáo dục, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ và đặc biệt là rất là an toàn, thân thiện với môi trường, đáp ứng được cái sự đổi mới của giáo dục mầm non hiện nay.